Tôi giới thiệu đi các bạn cái đàn guitar Nhật cũ, một hãng rất là nổi tiếng, được người Việt mình ưa chuộng và săn đón, săn lùng, săn tìm. Đó là Matsuoka M25. Matsuoka là một đối thủ cực lớn của Yamaha. Dòng Yamaha thì ở Việt Nam này rất nhiều, về rất nhiều, nhưng Matsuoka thì chúng ta phải săn tìm thì mới thấy được. Và đây là cây model là M25, gỗ cẩm ấn, lưng hông gỗ cẩm ấn, khóa vàng. Cây đàn có tình trạng là cần cực kỳ thẳng nhé, có thể nói là thẳng tuyệt đối luôn, cần thẳng tuyệt đối luôn, action cũng chuẩn luôn. Hiện là cây đàn thì vẫn chưa được vệ sinh, chưa được thay dây nên nhìn hơi cũ một chút. Sau khi tôi vệ sinh và lau đây dây đi, vệ sinh và thay dây thì cái đàn nó sẽ rất là mới, rất là sáng sủa. Và cây này thì âm thanh cũng cực kỳ hay, nó ngang ngửa với lại cây Yamaha C300. Chỉ hơi buồn một chút là cây này thì tình trạng là không còn được mới cho lắm, đã sử dụng khá là nhiều nhưng mà tuyệt nhiên thì không có nứt vỡ, không bẻ, không sửa chữa các bạn nhé. Chỉ là đàn đã sử dụng nên là nhìn ngoài hình nó cũ. Đây thước đo action đây thì các bạn nhìn chưa, cái vạch dây số 6 này. Đấy, nó cũng chuẩn theo thước luôn, thấp hơn cả cái vạch đen của thước. Đây là dây số 1 cũng như vậy. Đấy, dây số 1 cũng thấp và dây số 6 cũng thấp. Như vậy chúng ta bấm nó rất êm tay và rất là mềm, không bị đau tay. Cần thì cây này cũng thẳng tuyệt đối luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.